hơn 40 năm về trước, thảm họa hạt nhân lớn nhất lịch sử nhân loại. Lượng bức xạ khổng lồ, gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, lan rộng khắp bầu khí quyển. Sự sống còn của cả châu Âu bị đe dọa. Vùng đất chết với diện tích lên đến 2.600 km2. Tử vong, ung thư, đột biến gen và rất nhiều những hậu quả khác nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Hai mươi ba giờ khuya, ngày 25 tháng 4 năm 1986, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, thị trấn Pripyat, miền Bắc Ukraine. Ra đời trong bối cảnh đầu những năm của thập niên 70, khi mà các nhà lãnh đạo Liên Xô bắt đầu đặt ra tham vọng về một mạng lưới năng lượng khổng lồ kéo dài từ vịnh Phần Lan đến biển Caspian, với số tiền đầu tư lên đến gần 400 triệu rúp. Ngay từ khi khởi công, Chernobyl được dự đoán sẽ trở thành tổ hợp điện hạt nhân lớn nhất thế giới, một biểu tượng cho niềm tự hào của nhà nước Xô Viết. Cho đến đầu năm 1983, mọc lên từ những đồng cỏ và đầm lầy, cách thủ đô Kiev hơn 100 km, bốn tổ máy RBMK đã được đi vào hoạt động. RBMK là thế hệ lò phản ứng hạt nhân thứ hai và có công suất mạnh hơn bất kỳ một lò phản ứng nào khác ở phương Tây. Mỗi lò phản ứng của nó có thể tạo ra 1.000 MW điện, đủ cho hơn 1 triệu gia đình ở Liên Xô sử dụng cùng một lúc. Tối hôm ấy, trong khi các tổ máy số 1, 2, 3 vẫn đang hoạt động hết tốc lực, thì tại lò số 4, các nhà điều hành của Chernobyl đã cho giảm công suất để chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm an toàn. Họ muốn kiểm tra rằng liệu trong trường hợp xảy ra mất điện, thì lượng điện dư trong các lò phản ứng có đủ để cung cấp cho hệ thống làm mát hay không, khi mà các nhà máy phát điện dự phòng vẫn chưa được khởi động. Điều đáng nói ở đây là kỹ sư trưởng của nhà máy đã ký phê duyệt bài test mà không hề gửi đi bất kỳ báo cáo nào cho các lãnh đạo cấp trên. Và ít ai biết được rằng, với một công trình được cho là an toàn tuyệt đối, nó vẫn đang tồn tại những lỗ hổng. RBMK là lò phản ứng có hệ số giống dương lớn nhất trong số tất cả các lò phản ứng hạt nhân từng được chế tạo. Hiểu một cách đơn giản, điều này sẽ khiến cho quá trình phân hạch tại các tổ máy mất đi tính ổn định hoặc thậm chí là rơi vào trạng thái mất kiểm soát nếu như nó được chạy ở mức công suất thấp. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó thì cơ quan quản lý an toàn hạt nhân Liên Xô cũng như cơ quan thiết kế lò phản ứng Nikiev đã ngó lờ việc này. Họ đã che đậy những sai sót trong thiết kế cũng như thiếu sót về chất lượng nguồn nhiệt lực. Việc làm này chẳng khác nào đang thiết kế ra một quả bom hẹn giờ, nhưng với một lời hứa hẹn viển vông rằng chiếc đồng hồ đó sẽ chẳng bao giờ đếm ngược về số 0. Ở lò số 4, các công nhân được giao nhiệm vụ giảm sản lượng điện từ 3.200 MW xuống 700 MW. Lúc này đây, hậu quả từ những sai lầm bắt đầu xảy đến. Vào khoảng 0 giờ 30 phút, đồng hồ chỉ báo công suất bất ngờ hiển thị chỉ còn 30 MW. Thấy lượng điện sản xuất ra quá ít so với dự kiến, Anatoly Dialot, phó kỹ sư nhà máy, người đã có kinh nghiệm 14 năm làm việc tại các nhà máy điện hải quân vùng Viễn Đông của Liên Xô, ra lệnh cho các công nhân tháo bỏ một số thanh điều khiển nhằm làm tăng tốc độ phản ứng. Nhưng ngay cả khi việc này đã được thực hiện, thì công suất lò phản ứng cũng chỉ có thể lên đến 200 MW vào lúc 1 giờ sáng. Dialov đã đưa ra mệnh lệnh tiếp theo, tiếp tục lấy ra các thanh điều khiển. Thông thường thì có 211 thanh điều khiển trong lò, nhưng bây giờ chỉ có 7 thanh được giữ lại. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy trình an toàn, vì trong đó ghi rất rõ ràng rằng không được có ít hơn 15 thanh điều khiển trong lò phản ứng. Lúc này đây, công suất đầu ra bắt đầu tăng vọt, tốc độ của lò phản ứng hạt nhân sẽ tăng theo cấp số nhân. Lượng nước còn lại trong lõi đã rất nhanh biến thành hơi nước. Nước để làm mát cũng đã không còn đủ nữa. Nắp của cấu trúc ngăn bắt đầu rung chuyển. Sóng xung kích được cảm nhận từ khắp tòa nhà. Các công nhân bắt đầu nhận ra rằng họ cần phải thực hiện lệnh dừng khẩn cấp. Một giờ 23 phút sáng ngày 26, tổ trưởng Sasha Akimo đã yêu cầu nhấn nút Scram AZ5. Nhấn nút này đồng nghĩa với việc các thanh điều khiển sẽ được lắp lại vào lò để làm chậm lại quá trình phản ứng. Nhưng do lỗi thiết kế vẫn luôn tồn tại từ lâu, khi các thanh vừa được đưa vào, công suất phát điện của lò phản ứng đạt mức cực đại 33.000 MW, gấp 10 lần mức thông thường. Một vụ nổ nhỏ đã xảy ra chỉ vài giây sau khi ấn nút khẩn cấp.
lõi lò số 4 bắt đầu tan chảy. Chỉ trong vòng 2 đến 3 giây sau đó, nó dẫn đến vụ nổ thứ hai với sức công phá còn kinh khủng hơn rất nhiều lần, ước tính tương đương với 225 tấn thuốc nổ TNT. Chiếc nạp nặng gần 1.000 tấn trên đỉnh công trình bị thổi bay lên không trung. Hai công nhân đã thiệt mạng ngay lập tức. Khoảng 25% khối than trì nóng đỏ và vật liệu quá nhiệt từ các kênh nhiên liệu đã bị đẩy ra ngoài. Do vấn nạn tham ô, lò phản ứng chỉ được xây dựng tường chắn một phần. Trong vài phút của vụ nổ đầu tiên, bộ đếm Geiger-Müller, dụng cụ điện tử để đo bức xạ trong phòng điều khiển trung tâm bị kẹt ở mức 3,6 Rengen, một mức đọc tạm được cho là an toàn. 1 giờ 25 phút, chuông báo cháy reo lên inh ỏi. Các đội lính cứu hỏa từ Chernobyl và Pripyat được huy động một cách khẩn trương. 7 phút sau vụ nổ, đội cứu hỏa đầu tiên đã đến hiện trường. 28 chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của Trung úy Vladimir Pravok, đã dùng nước phun vào ngọn lửa. Ngay sau đó, nhiều nhóm cứu hỏa cũng đến nơi. Lãnh đạo chung được thực hiện bởi tướng Telyatnikov. Tổng cộng có 69 người và 14 đơn vị thiết bị. Tất cả đều nghĩ rằng đó là một đám cháy bình thường. Không có bất kỳ nghi ngờ nào về mức độ bức xạ chết người, cho nên họ đã không trang bị thiết bị bảo hộ. Không có mặt nạ dưỡng khí, chỉ có găng tay, mũ bảo hiểm và những tấm vải rách. 2 giờ 30 phút sáng, Bryukhanov, giám đốc nhà máy điện hạt nhân, lệnh cho tất cả các bộ phận liên quan họp tại tầng hầm trú ẩn của tòa nhà điều hành. Trước hết, Bryukhanov đã gửi đi một tin nhắn mã hóa tới bộ năng lượng với thông điệp tai nạn bức xạ, đồng thời báo cáo tình hình với cấp trên ở thủ đô và các lãnh đạo địa phương. Sau đó, dưới sự hỗ trợ từ phía kỹ sư trưởng Nikolai Fomin, ông ta đã chỉ thị cho những người vận hành duy trì và khôi phục nguồn cung cấp chất làm mát mà không biết rằng lò phản ứng đã bị phá hủy. Một việc làm quá sức vô nghĩa. Càng đáng tức giận hơn là mặc dù đã có một nhân viên đến và báo cáo với Bryukhanov rằng bức xạ đã đạt tới mức tối đa trên liều kế quân sự là 200 Rengen mỗi giờ, nhưng ông ta lại cho rằng phía nhà nước đang cung cấp cho họ những mặt hàng dở và kém chất lượng. Thậm chí vào lúc 3 giờ, Bryukhanov còn liên lạc với Vladimir Marin, quan chức phụ trách các vấn đề hạt nhân của Đảng Cộng sản tại Moscow, và thông báo rằng tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Các thành viên trong phiên họp đều nhất trí rằng mọi thứ vẫn an toàn. Thành phố sẽ bị cô lập, đường dây điện thoại sẽ bị cắt để tránh lan truyền những tin tức sai lệch. Thế nhưng thì họ thực sự đã nhầm. Ở bên ngoài, một số nhân viên cứu hỏa bắt đầu xảy ra tình trạng bỏng và nôn mửa. Trong số 13 người được đưa đến theo dõi và điều trị tại Moscow, thì có tới 11 người tử vong. Trong đó bao gồm cả Vladimir Pravik và tướng Telyatnikov. Bức xạ mạnh đến nỗi khiến cho mắt của Vladimir Pravik chuyển từ màu nâu sang màu xanh lam. Đến 4 giờ sáng, sau hàng giờ chiến đấu, ngọn lửa đã được địa hóa. Đến 6 giờ, nó đã được dập tắt hoàn toàn. Những người dân xung quanh vẫn không hề hay biết rằng một mối nguy hiểm thực sự đang dần ập đến với họ. Bức xạ từ nhà máy điện hạt nhân được tìm thấy trong thực phẩm họ ăn, trong nước họ uống, trong trường học, công viên và cả trong rừng nơi mà họ đốt củi để giữ ấm. Các triệu chứng bất thường dần xuất hiện, bệnh viện chật kín người, tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng. Tối ngày 26 tháng 4, một ủy ban điều tra tai nạn với sự chỉ đạo bởi Valery Lezasov, Phó Giám đốc Viện Năng lượng Nguyên tử Kuchatov, Boris Shcherbina, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả thảm họa Chernobyl, cùng một số chuyên gia đã đến hiện trường. Bây giờ mối hiểm họa trên phạm vi toàn cầu mới được lật tẩy. Số đọc chính xác của máy đo bức xạ thực tế đã lên tới 15.000 Rengen, một con số quá khủng khiếp. 2 giờ chiều ngày hôm sau, 36 giờ sau sự cố, lệnh sơ tán khẩn cấp được ban bố. 115.000 người rời khỏi quê hương, cả thành phố nhộn nhịp bỗng chốc hóa xử xác tiêu điều. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang hết sức căng thẳng, chính quyền Liên Xô muốn giấu nhẹm vụ việc. Họ không muốn thế giới biết được chuyện gì đang xảy ra ở Chernobyl. Thế nhưng vải thưa thì làm sao có thể che được mắt thánh. Không giống như các vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến thứ hai, vụ nổ tại nhà máy điện hàng đầu Liên Xô giống như một quả bom bẩn cực mạnh, gây ô nhiễm phóng xạ với cường độ rất lớn. Đám mây từ tòa nhà của lò phản ứng đang cháy mang theo nhiều chất phóng xạ khác nhau, mà chủ yếu là iốt và cesium, xuất hiện rải rác trên bầu trời châu Âu,
Trong khi đó, bụi phóng xạ đã lan tới cả Belarus và Thụy Điển. Các trạm giám sát từ Thụy Điển đã phát hiện ra mức độ phóng xạ cao một cách bất thường. Họ tiến hành phân tích hướng gió và bắt đầu ước tính nguồn gốc của nó. Họ buộc chính phủ Liên Xô phải công bố thông tin về thảm họa ngày 28 tháng 4, khiến cả thế giới một phen chấn động. Dẫu cho ngọn lửa tại Chernobyl đã được khống chế, thế nhưng sức nóng và bức xạ của nó vẫn tỏa ra mạnh mẽ. Đế của lò phản ứng bắt đầu có một vài vết nứt. Bể chứa nước ở dưới lò phản ứng đang bị đổ đầy phóng xạ. Nếu nó bốc hơi, dồn lên phía trên, một vụ nổ thứ ba có thể xảy ra. Theo tính toán của các nhà vật lý Liên Xô, vụ nổ này sẽ làm bay hơi nhiên liệu trong 3 lò phản ứng còn lại, phá hủy Kiev, làm ô nhiễm nguồn cung cấp nước được sử dụng bởi 30 triệu người. Thậm chí nó còn khiến cho phần lớn châu Âu không thể ở được trong hàng trăm ngàn năm. Chỉ có một cách để ngăn chặn điều này xảy ra, đó là một ai đó phải lặn xuống bể nước này và xả chất phóng xạ ra khỏi lò phản ứng. Người ta nói rằng, thời thế thì tạo nên anh hùng. Nếu như những người lính cứu hỏa đã làm việc hàng giờ để dập tắt đám cháy, những y bác sĩ, bất chấp nguy hiểm vẫn đang tận lực cứu chữa cho các bệnh nhân, thì ở trong tình huống này, những anh hùng đúng nghĩa cũng đã xuất hiện. Tại một cuộc triệu tập các công nhân 6 ngày sau vụ nổ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Shcherbina tuyên bố, tình hình ở Chernobyl đang báo động hơn bao giờ hết. Chúng tôi cần 3 người đàn ông, những người đã biết rõ cấu trúc bể nước bên dưới tầng hầm, đi xuống và làm một nhiệm vụ quan trọng. Và hãy yên tâm là các cậu sẽ được trả một khoản thù lao xứng đáng, cùng một khoản trợ cấp 400 rúp mỗi năm. Thế nhưng thì đối với những người ở bên dưới, thỏa thuận này chẳng hấp dẫn một chút nào. Ai cũng biết rằng, đi xuống đó chẳng khác nào tìm đến cái chết. Giọng nói đanh thép của Shcherbina lại cất lên. Nếu nó không được thực hiện, hàng triệu người sẽ phải chết, và trong đó bao gồm cả gia đình, vợ và con của các cậu. Đòn đánh vào tâm lý này đã có hiệu quả. 3 người đàn ông đứng lên xung phong nhận nhiệm vụ. Những tiếng hô lên đầy dõng dạc và quả quyết. Alexei Ananenko, Valery Petpalov và Boris Baranov khoác lên mình bộ đồ lặn và chỉ trang bị đèn pin. 3 tình nguyện viên đã nhảy xuống bóng tối của tầng hầm bên dưới. Họ đã bơi qua nước phóng xạ, xác định được các van ngay cả khi đèn pin đã tắt ngấm. 20.000 tấn nước phóng xạ đã thành công được bơm ra bên ngoài. Như một đặc ân của Chúa, cả 3 anh hùng đều sống sót và gần như không phải gặp bất kỳ một tình trạng sức khỏe tồi tệ nào sau đó. 9 ngày sau vụ nổ, các biện pháp cứu hộ và ngăn chặn sự lan truyền của phóng xạ liên tiếp được triển khai. Trong đó có cả việc đào một hố lớn dưới đáy nhà máy nhằm xây dựng một hệ thống làm mát, ngăn chặn lò phản ứng nóng chảy và tiếp xúc với nước ngầm. Công việc này không ai có thể thực hiện và làm tốt hơn những người thợ mỏ. Bộ trưởng ngành công nghiệp than đá đã đến tận Donbass và Tula, nơi cách 120 dặm về phía nam Moscow để huy động nhân lực. Ông ta hô hào rằng 400 người sẽ đến với Pripyat để thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật. Và nếu có bất kỳ một sự kháng cự nào, biện pháp cưỡng chế sẽ được thực thi. Vậy thì cứ đến đây và bắn chúng tôi đi. Đây là vùng đất của chúng tôi. Chúng tôi không đi đâu hết nếu không biết lý do. Các anh sẽ đến với Chernobyl. Các anh biết chuyện gì đang diễn ra ở đó không? Thứ chúng tôi đào là than, không phải xác người. Nhiên liệu lò phản ứng sẽ ngấm xuống đất, làm ô nhiễm nguồn nước ngầm từ Kiev đến Biển Đen. Hàng chục triệu người sẽ bị ảnh hưởng. Họ muốn các anh đến và ngăn chặn điều đó. Một lần nữa, hơn 400 anh hùng lại xuất hiện. Họ tự nhủ rằng họ đến với Chernobyl không phải để tìm đường chết, mà là để cứu lấy những mạng sống. Mặc dù phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phóng xạ cao, nhiệt độ lớn và thiếu không khí, đồng thời không được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng, những người thợ mỏ đã hoàn thành công việc của mình trong vòng 3 tuần. Thế nhưng thì về sau này, họ đã phải gánh chịu những hậu quả sức khỏe vô cùng nghiêm trọng. Theo một số nguồn tin, có khoảng 100 người thợ đã chết do bệnh xạ trị cấp tính hoặc ung thư. Phải mất hơn 10 ngày để người ta có thể bước đầu kiểm soát được tình hình tại Chernobyl. Máy bay trực thăng được huy động để thả hàng nghìn tấn đất sét, cát, boron và chì xuống khu vực xảy ra vụ nổ. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Một chiếc trực thăng đã rơi khi đang làm nhiệm vụ và giết chết 4 phi công. Hơn 600 phi công khác đã mạo hiểm tính mạng của bản thân trong một nỗ lực ngăn chặn sự phát tán của bức xạ. Bước tiếp theo nữa, để dọn sạch chất thải phóng xạ, Liên Xô đã sử dụng robot điều khiển từ xa. Thế nhưng ở trong một điều kiện môi trường khắc nghiệt, chúng đều bị hư hại rất nặng. Cho đến bây giờ, chỉ con người mới có thể cứu lấy tương lai của chính mình. Hơn 600.000 người trên toàn thế giới đã được huy động để khắc phục hậu quả. Bất chấp những mối hiểm họa khôn lường, để đáp ứng nhu cầu điện năng của Ukraine, Chernobyl cùng các lò phản ứng vẫn tiếp tục hoạt động cho đến năm 2000.
Sau đó nó được lên kế hoạch dỡ bỏ và quá trình này dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2028. Toàn bộ nhà máy, các thị trấn Pripyat và Chernobyl cùng cả một khu vực cấm rộng 1.000 dặm vuông được giới hạn đối với hầu hết mọi người, ngoại trừ các nhà khoa học, quan chức chính phủ cùng những người thanh lý đang làm việc để dọn dẹp các phần còn lại. Hậu quả nặng nề từ thảm họa Chernobyl. Ảnh hưởng đến con người. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan nghiên cứu ung thư của Liên Hợp Quốc đã cùng đi đến kết luận tác động tiêu cực của thảm họa tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl sẽ còn kéo dài thêm nhiều thế kỷ. Trong khi nghiên cứu của IARC cho thấy số người thiệt mạng liên quan trực tiếp và gián tiếp đến thảm họa là khoảng 160.000 người, thì nghiên cứu của Ủy ban về phóng xạ của Ukraine cho biết con số này có thể lên tới 500.000 người. Và tương lai thì nó vẫn đang gia tăng, đặc biệt là các khu vực của Ukraine và Belarus, do các căn bệnh liên quan đến ung thư, bệnh về máu và biến đổi gen. Ảnh hưởng đến môi trường. Ngay sau khi vụ rò rỉ phóng xạ từ Chernobyl xảy ra, trong phạm vi khu vực bán kính 30 km, vùng đất đã bị con người bỏ hoang hoàn toàn. Khu vực này đã bị thiên nhiên xâm chiếm. Những động vật lớn như sói, hươu, linh miêu, đại bàng, lợn rừng đã được tìm thấy. Người ta tin rằng bức xạ rất có thể ảnh hưởng đến sự đột biến gen và gây ra dị tật cho các loài động vật. Chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh được cho là hậu quả khủng khiếp của Chernobyl. Theo NRC, Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Hoa Kỳ, lò phản ứng bị hư hỏng đã được vội niêm phong trong một quan tài bằng bê tông nhằm mục đích chứa lượng bức xạ còn lại. Tuy nhiên, vẫn đang có một cuộc tranh luận khoa học căng thẳng về mức độ hiệu quả của chiếc quan tài này trong tương lai. Vào năm 2011, Ukraine đã mở cửa khu vực cấm địa, biến đây trở thành địa điểm du lịch dành cho các du khách, những người muốn tận mắt chứng kiến hậu quả của thảm họa hạt nhân lớn nhất lịch sử. Xuất hiện một số lý giải vô cùng đen tối cho những gì xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986. Vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã được dàn xếp, hợp thức hóa việc Ukraine tách khỏi Liên Xô. Năm 2013, công luận Ukraine nói riêng và châu Âu nói chung hết sức bàng hoàng khi giáo sư Nikolai Kravchuk, một nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng người Ukraine, cho phát hành một cuốn sách nhằm bóc trần âm mưu cố tình gây ra sự cố nhà máy điện ở Chernobyl. Cuốn sách dày 103 trang có tựa đề Bí ẩn về vụ tai nạn ở Chernobyl. Ông đã khẳng định rằng sự cố phát nổ của lò phản ứng đã được lên kế hoạch từ trước. Và rồi nó được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mikhail Gorbachev, cũng là nhân vật khởi xướng phong trào cải tổ lúc ấy, đang được quảng bá rầm rộ. Mục đích hòng tạo ra cái cớ hợp lý để tách Ukraine ra khỏi Liên bang Xô Viết, mở đường cho sự tan rã của siêu cường Liên Xô mà phương Tây vẫn luôn mong muốn. Lịch sử đã chứng minh kế hoạch đầy mưu mô này đã đưa đến hệ quả Ukraine là nước lớn nhất trong số các quốc gia rời bỏ nhà nước Xô Viết trong vòng 5 năm sau đó. Giáo sư Kravchuk đã đi sâu phân tích những điều bất hợp lý dựa trên phương diện chuyên môn kỹ thuật thuần túy, vạch rõ những sai sót bất khả kháng dẫn đến cú nổ kinh hoàng tại lò số 4. Đồng thời ông cũng bác bỏ lỗi quy chụp cho đội ngũ quản lý và vận hành lò, theo kết luận của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Bạn có nghĩ đây là một lời giải thích thuyết phục cho những gì xảy ra tại Chernobyl năm 1986 hay không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi biết nhé!